Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Sài Gòn Chơi Coin. Để tiếp nối trong cái chuỗi series về giới thiệu các dự án blockchain của Sài Gòn Chơi Coin tới cộng đồng, ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh chị em thêm một cái dự án tiếp theo, đó là dự án P-Stake, là một dự án rất là tiềm năng và mới được bán công khai trên Coinlist trong những ngày vừa qua. Nếu các bạn nào đã mua được rồi thì chúng ta chờ đợi cái ngày list sàn thôi. Còn những bạn nào mà không may mắn mua được trên Coinlist vừa rồi thì chúng ta hãy chờ một cơ hội khác. Khi nó đã được public trên sàn thì chúng ta có thể tìm cái điểm mà đẹp nhất để chúng ta tham gia vào đầu tư. Và các bạn nhớ là đây là cái thông tin mà team của STC muốn cung cấp đến cho các bạn, chứ không phải là lời khuyên các bạn nên đầu tư. Và nếu các bạn muốn biết thêm thông tin thì có thể tìm hiểu thêm trên cái website chính của P-Stake. Còn nếu bạn nào có thắc mắc thì hãy comment ở bên dưới, chúng ta cùng nhau thảo luận. Rồi, trước khi đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay, nếu các bạn nào chưa đăng ký kênh YouTube của Sài Gòn Chơi Coin thì các bạn hãy ủng hộ team của STC bằng cách click vào cái nút subscribe và đồng thời ấn cái chuông thông báo ở bên cạnh, để mỗi khi có cái thông tin nào mới nhất từ chúng tôi thì các bạn có thể cập nhật được ngay lập tức. Và nếu bạn nào chưa có tài khoản giao dịch ở các sàn giao dịch crypto thì các bạn hãy đăng ký GreenRep để ở phần comment bên dưới của Sài Gòn Chơi Coin, các bạn sẽ được trả lại 10% phí giao dịch vào mỗi tháng. Và bây giờ không để các bạn phải chờ đợi lâu thì chúng ta bắt đầu quay lại review cái dự án P-Stake này. Thì trước tiên, cũng như tất cả các dự án khác, chúng ta tìm hiểu P-Stake là gì. Thì mình có thể gói gọn định nghĩa P-Stake là một cái giao thức staking mà giúp mở khóa thanh khoản của các tài sản đã stake. Người dùng có thể stake các tài sản của họ và trong khi vẫn duy trì được cái tính thanh khoản của những tài sản này. Thì một chút nữa thôi, mình sẽ ví dụ để các bạn hiểu rõ cái vấn đề này. Vậy để chúng ta hiểu rõ vấn đề này hơn thì chúng ta hãy tìm hiểu về cái cách thức hoạt động của cái P-Stake này như thế nào. Đối với các cái cơ chế hoạt động của P-Stake này thì chúng ta hình dung như thế này. Người dùng nắm giữ một cái token, ở đây mình lấy ví dụ là Atom chẳng hạn, thì các bạn có thể gửi cái đồng này qua P-Stake, và qua P-Stake thì nó sẽ chuyển cái đồng Atom này thành một cái đồng là P-Atom dưới dạng là ERC20 và tỷ lệ chuyển đổi là 1:1. Sau đó bắt đầu các bạn sẽ stake cái P Atom này thành một cái đồng là PTK Atom và cũng dưới dạng là BRC20 với tỷ lệ là 1:1. Đây là bước mà các bạn stake token để nhận cái phần thưởng. Và cái STK Atom này các bạn có thể trực tiếp sử dụng trong các giao thức DeFi khác để kiếm về cái lợi nhuận. Ví dụ như thế này, nếu các bạn gửi 100 Atom chẳng hạn vào cái P-Stake thì các bạn sẽ nhận được 100 B Atom đại diện cho 100 cái Atom. Sau khi các bạn nhận 100 B Atom rồi thì chúng ta quyết định là stake 100 cái B Atom này và nó được chuyển đổi qua là 100 cái BTK Atom và các bạn có thể nhận lợi nhuận khoảng 7% một năm với cái đồng STK Atom này. Sau khi đã chuyển từ P Atom đến BTK Atom thì cái P Atom này sẽ bị đốt cháy hết. Tiếp tục, chúng ta cũng có thể dùng cái đồng BTK Atom này, chúng ta kiếm lợi nhuận ở các giao thức khác bằng cách là chúng ta gửi tiếp cái STK Atom này qua cái pool thanh khoản của STK Atom ETH trên cái sàn SushiSwap, bằng cách là cung cấp cái STK Atom của mình với cái lượng tương ứng ETH vào SushiPool để trở thành một cái nhà cung cấp thanh khoản. Và khi các bạn gửi cái đồng BTK Atom này trên cái SushiSwap thì chúng ta cũng được cái lợi nhuận là tương ứng là 9% hàng năm. Như vậy thì các bạn có thể vừa gửi được cái Atom stake trên cái P-Stake này mà các bạn vừa gửi được cái BTK Atom trên
trên cái sushi squat, tương ứng là 7 cộng với 9% lợi nhuận trên một năm, tức là các bạn sẽ được cái lãi, thu về được cái lãi kép 16% trên một năm. Thì một chút nữa thì chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ để cho mọi người dễ hình dung hơn. Tiếp theo thì chúng ta cùng xem các cái điểm nổi bật của P-Stack. Thứ nhất là cái P-Bridge, tức là cái cầu nối. Thì cái giao thức P-Stack này sử dụng một cái cầu nối có tên là P-Bridge. P-Bridge sẽ cho phép chúng ta stacking và unstacking liên chuỗi, tức là giữa các cái blockchain này với cái blockchain khác. Thường thì chúng ta muốn stack một cái con nào đấy thì chúng ta chuyển vào một cái ví như thể là Ethereum hoặc Cosmos hoặc là Binance Smart Chain rồi chúng ta mới stack. Hiện tại thì pstack nó có một cái chức năng là pbridge sẽ cho chúng ta stacking từ cái ví nọ sang cái ví kia giữa các cái blockchain khác nhau. Thì hiện tại là pstack đang hỗ trợ là Ethereum, Cosmos và Boston. Thì trong tương lai sẽ stacking, unstacking trên nhiều cái blockchain khác nhau. Cái điểm nổi bật thứ hai nữa là cái mô hình token kép. Như ở trên mình đã nói, chúng ta muốn stack một cái đồng Atom thì qua pstack sẽ chuyển cho chúng ta thành một cái đồng pAtom dưới dạng là token, dưới dạng là ERC20 và tỷ lệ chuyển đổi là 1:1. Sau đó chúng ta sẽ stack cái đồng pAtom này thì cơ chế của pstack sẽ chuyển cái đồng pAtom này thành cái đồng STKAtom và stack cái đồng STKAtom. Sau đó các bạn có thể lấy tiếp cái đồng STKAtom này. Các bạn có thể lên cái sàn SushiSwap, chúng ta add thanh khoản và chúng ta tiếp tục kiếm cái lợi nhuận bằng cái đồng STKAtom này. Và bây giờ chúng ta cùng xem là cái token của PStack. Thứ nhất là token name là PStack, ticker là PStack và cái blockchain là Persistent. Cái chuẩn là ERC20. Và tổng cung của cái token này là 500 triệu token. Và cái token này sẽ được phân bổ như sau. Thứ nhất là cái Incentivization Community Development Fund. Thì cái này là chương trình, nó dành cho chương trình khuyến khích và cái quỹ phát triển cộng đồng là 26%. Thứ hai là ở cái vòng gọi vốn là 25%. Cái thứ ba là cái quỹ dự án, nó dành 20% và cái team phát triển của dự án là 16%. Tiếp theo là cái phần retroactive này thì nó sẽ dành 6% trong tổng cái token và cái dành cho cái người mà stake cái đồng XPRT ấy là khoảng 3%. Tiếp theo là nó sẽ dành 2% cái thúc đẩy phát triển giao thức. Tiếp theo là cái protocol bootstrapping là 2% và cái alpha land pass là 2%. Thì đối với cái lịch trả token của Pstack nó diễn ra trong vòng là 36 tháng, trả hết tổng cung là 500 triệu token. Đối với cái vòng là Incentivization Communication Development Fund ấy, nó unlock dần trong vòng 24 tháng. Đối với vòng bán chiến lược thì nó sẽ lock trong vòng 6 tháng và sau đó trả token mỗi tháng trong vòng 12 tháng. Về cái team phát triển của dự án thì nó sẽ lock trong vòng 18 tháng và sau đó trả dần trong vòng 18 tháng. Ở đây chúng ta quan tâm nhất là cái vòng public sale, là cái vòng mà các bạn vừa mua được cái vòng coin lead vừa qua ấy, là nó sẽ unlock 25% TG và sau đó là được unlock dần trong vòng 6 tháng. Đối với những người mà đã stake cái đồng token XPRT ấy, thì nó sẽ unlock trong vòng 24 tháng là trả cái phần airdrop cho những người mà đã stake cái đồng XPRT này. Và ở cái vòng alpha land pass này thì nó unlock là 100%. Về cái lộ trình phát triển của dự án của Bstack thì như các bạn đã thấy quý 4 năm 2021 là nó ra mắt là Bstack và mở bản cái Bstack này. Ở quý 1 năm 2022 thì nó ra mắt cái mã thông báo Bstack và mở rộng các cái chuỗi Cosmos khác. Ở quý 2 năm 2022 thì nó triển khai Bstack app chain
và Pistech ra mắt trên cái nền tảng Ethereum 2.0 và Solana. Ở quý 3 năm 2022, ra mắt thêm ở Pistech là version 2.0 và tích hợp DeFi. Và tiếp theo là quý 4 năm 2022, cập nhật thêm cái POS và cái quyền quản lý tài sản POS. Về đội ngũ phát triển của dự án này, Pistech được phát triển bởi team của Burstyn, là một công ty có nhiều kinh nghiệm trong cái nền công nghiệp blockchain, với những sản phẩm là Comdex này, Audit One này và AssetMark. Đối với đội ngũ team phát triển của dự án thì là toàn những người dày dạn các cái kinh nghiệm, có kinh nghiệm phát triển các nền tảng blockchain từ những năm 2017 và là những kỹ sư có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain, như là những người đứng đầu của nhóm kỹ sư liquid staking cho các cái tài sản trên cái nền tảng Cosmos. Và điều đáng chú ý ở đây là Bistech đã huy động được 10 triệu đô la từ cái vòng gọi vốn từ các quỹ đầu tư hàng đầu Three Arrows Capital, Galaxy Digital, DeFi Capital và đặc biệt là có các cái quỹ đầu tư như là Coinbase, Alameda Research. Và chúng ta thấy rằng cái đồng Bistech này có những các quỹ đầu tư rất là lớn, và nếu những ai đã mua được rồi thì chúng ta có thể là yên tâm chờ cái ngày mà Bistech được list trên sàn. Tổng kết lại rằng Bistech ra đời giúp chúng ta có thể vừa sở tách được cái tài sản của mình vào các cái blockchain có cái cơ chế đồng thuận Proof of Stake, và vừa có thể sử dụng các tài sản vừa sở tách để cung cấp thanh khoản trong một cái không gian DeFi. Đây là một cái giải pháp rất là hay và mang tính sáng tạo của Bistech. Trên đây thì Sài Gòn Chicoin đã review cho các bạn dự án Pstack, và mọi cái kiến thức chỉ mang cái tính chất tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Mọi thắc mắc của các bạn về thông tin về dự án hay các bạn muốn trao đổi thêm thông tin thì các bạn hãy comment ở phía bên dưới video, chúng ta cùng giải đáp những cái khúc mắc. Các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin bằng cách vào website chính của dự án pstack.finance thì các bạn có thể xem các cái thông tin thêm của dự án này. Và các bạn cũng có thể thử test bằng cái cách là click vào cái GoTo app này. Các bạn nên kết nối đến cái ví MetaMask của mình. Các bạn kết nối đến cái ví MetaMask của mình và trên cái giao diện chính của dự án Pstack này, các bạn có thể là stake một cái đồng Atom chẳng hạn. Và ở đây nó quy định là tối thiểu 5 cái đồng Atom. Và các bạn click vào deposit thì sau khi các bạn deposit cái đồng Atom này thì nó sẽ chuyển ra tương ứng là 5 cái đồng Pi Atom này. Và sau khi các bạn chuyển ra 5 cái đồng Pi Atom này, các bạn có thể kích vào stake này và các bạn stake 5 cái đồng Atom của mình. Và nó sẽ chuyển 5 cái Pi Atom này thành cái 5 cái STK Atom và chúng ta gửi stake. Sau khi chúng ta gửi stake cái đồng STK Atom này thì cái P Atom sẽ bị đốt cháy tương ứng với tỷ lệ 1:1. Sau đó các bạn có thể click vào cái stake LB này và các bạn có thể stake các cái cặp là STK Atom này ở cái sàn Uniswap, và ở đây nó tương ứng là 7,03%, tức là các bạn vừa sở tách được cái đồng Atom để ăn phần trăm trên năm và các bạn tách được tiếp cái đồng STK Atom này ở cái SushiSwap để các bạn ăn tiếp cái lãi kép của cái đồng Atom này đấy. Và tương tự thì các bạn stake thì các bạn cũng có thể unstake được, các bạn có thể click vào đây, chúng ta unstake, chúng ta nhập cái đồng STK này và chúng ta sau khi unstake thì nó sẽ chuyển đến cái STK Atom về cái BTK Atom và chúng ta unstake, chúng ta lại làm ngược lại thôi. Thì trên đây mình đã giới thiệu với các bạn về dự án Pstack. Nếu các bạn nào có thắc mắc thông tin gì thì chúng ta hãy comment ở phía bên dưới, chúng ta sẽ cùng giải đáp các thắc mắc. Đến đây thì cái phần giới thiệu về dự án Pstack của mình đã hết. Thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở cái dự án tiếp theo.